Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống Vân Vân VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ tư. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Maily với các loại vàng bạc nữ trang và trang sức và những shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Maily trên hệ thống Vân Vân VNTV cũng như là trên kênh YouTube Maily Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Thưa quý vị, một tin này chúng tôi phải đọc để mà cho các vị phụ nữ Việt Nam cẩn thận nhé, đề phòng nhé. Một phụ nữ đã liều mạng nhảy ra khỏi xe bị bắt cóc, thưa quý vị. Tại một địa điểm gần Washington, khoảng 20 dặm đông của Portland, Oregon, một phụ nữ đã liều mạng nhảy ra khỏi xe đang chạy, thoát một cuộc bắt cóc. Phụ nữ đã không được nêu tên. Và bà cho biết rằng bà đang đậu xe trên cái ngã tư đường Mill Plain Boulevard với góc Grand Boulevard của gần Washington đó, thì một người đàn ông tiến lại và xin nước. Thế bà mở cái xe ra sao chứ, là mở xe ra cái bị nó dí dao vào và nó nhảy tót lên xe, nó đẩy bà vô và nó chở chạy đi. Thì lúc bây giờ thì bà này cũng chờ cho đến khi mà cái chiếc xe nó chạy, đang chạy rất là nhanh, tới khúc cua nó phải đi chậm chậm trở lại cái thì bà tung cái xe và nhảy ra ngoài. Và may mắn là không có bị gãy xương gãy tay, và chạy tới nhà gần đó cầu cứu, kêu 911. Thì lúc bây giờ cảnh sát đã bao vây, theo lời tả của bà, bao vây và bắt được chiếc xe cũng như là hung thủ. Và tên này đã bị tố cáo tội là bắt cóc và định giết người, âm mưu giết người. Chúng ta đã thấy là cái kinh nghiệm rất là phải là thương đau của chúng ta. Không có nên, thí dụ thấy người đi đường họ xin tiền hay là xin gì đó, thì nếu mà rộng lòng bố thí thì quay cửa quyển xe xuống, nhưng mà đừng có phải khóa cửa xe lại, ở đứt nút khóa cửa xe để không có giật cửa xe ra được, mà chỉ quay cửa kính xuống và thò ra ngoài và thảy cho ít tiền, chứ đừng bao giờ mở cái cửa lớn để nó thấy cơ hội nó nhảy vào để chí giao cho mình. Cái đó là rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Cũng kinh nghiệm của tôi cũng xin kể lại một cái chuyện ngay tối qua là ở ngay Ganro. Trước cái nhà băng ở Ganro với Hamburg, thì buổi tối tôi đi deposit và lấy tiền, thì vừa bơ ra một cái thì có một người bà đi tới, phụ nữ đi tới cũng định rút tiền, thì cô này đi bộ tới, tàn tàn đi bộ tới cái thì lập tức có một thanh niên da đen nó đi xe đạp, nó nhảy theo liền và nó giọt vào cái chỗ đứng lấy tiền. Thế là bà này cũng hoảng, vội vàng ở ra bước đi, thì tôi mới chặn lại bà, ok yên chí cứ lấy đi, tôi đứng quanh bà. Đứng quay lại thì sau áp lưng và quay lại tới cái canh chừng, thì thằng da đen kia là bộ lúi húi chọc vào cái máy bên cạnh xong rút chạy. Nếu tôi không có mặt ở đó thì có thể là nó đã chụp cái bà này rồi. Đây là cái kinh nghiệm, không bao giờ các bà đi rút tiền ở những buổi tối ở chỗ vắng người nha, không rút tiền, không lấy tiền rất nguy hiểm, và không đi một mình, đi lúc nào nó đi phải có hai người, một người rút tiền, một người đứng canh chừng, chứ không có thì nó chụp ra rất là nhanh, không có thể nào thoát nạn được, thưa quý vị. Giờ và chúng tôi quay sang một cái bản tin của Hoa Kỳ cho thấy rằng là chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã nói rằng là cái vấn đề mà giảm 10.000 cho những người mà sử dụng cái chương trình được cấp Pell Grants để mà có thể trả cái vấn đề mà tiền đại học. Nhưng mà cái chính sách này nói rằng là chỉ áp dụng cho những người mà có khoản vay đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 thôi. Và mặc dù là cái số tiền miễn là lên đến 10.000 và 20.000 sẽ có thể mang một cái vấn đề lâu dài cho những cái người đi vay đủ điều kiện, nhưng mà một số người dân ở tiểu bang thì có thể sẽ nguy cơ bị đánh thuế. Thì cái sự việc mà đã xảy ra, chúng ta cũng thấy rằng là cái vấn đề mà xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Joe Biden để mà giảm cái gánh nặng cho những hàng triệu người đi vay cái tiền học luôn. Nhưng mà theo như là cái tax và cơ quan thuế đã nói rằng là một số tiểu bang sẽ có thể là phải chia cái khoản tiền này ra, thì vẫn đồng nghĩa rằng là những người đi vay thì phải trả thuế với cái số tiền 10.000 hay là thậm chí là phải lên đến là 20.000 Mỹ kim. Nhờ những cái tiểu bang giống như là Mississippi, Minnesota, Wisconsin, Arkansas cũng như là North Carolina thì những cái khoản vay sẽ được miễn trừ, nhưng mà sẽ phải chịu thuế thu nhập của tiểu bang trừ khi mà luật cũ sẽ được thay đổi. Đó là theo báo cáo của Tax Foundation đã đưa ra. Thì đưa ra một cái ví dụ thì là một cái cô tên là Kathy Newman đã tốt nghiệp ở Louisiana State University và đang nhận một cái công việc dạy ở năm thứ nhất ở University ở Southern Mississippi
Hastiburt, có nghĩa là cô từ Louisiana mà cô đến là Mississippi để giảng dạy. Cô đang nói rằng là tôi có một cái vấn đề lúng túng trong cái vấn đề này, khi mà cô lo ngại rằng là có thể sẽ mắc nợ sở thuế vài trăm đô la, mà cô nói nếu mà tôi ở lại Louisiana thì có thể là tôi sẽ được miễn cái số tiền mấy trăm đó. Nhưng mà theo những cái ví dụ đưa ra cho thấy rằng là cô không phải là một trong những cái trường hợp ngoại lệ, mà có những người đi vay khác nếu không may có những cái công việc, hiện tại cô được xin một cái công việc rất là khá tốt, thì sẽ rất là khó để mà có thể thoát ra được cái vấn đề tài chính khi mà có khoản vay mà đã được xóa bởi chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Thì cái người phát ngôn của cơ quan thuế tại một số tiểu bang như là Virginia, Idaho, New York, West Virginia, Pennsylvania cũng như Kentucky cho biết rằng là sẽ không có đánh thuế những cái khoản nợ cho sinh viên vay theo chương trình của Tổng thống Joe Biden. Nhưng có một số tiểu bang khác cho biết rằng là họ vẫn đang phải nghiên cứu thêm về cái vấn đề này. Như vậy thì cái bản tin mà trước đó mà đưa ra nói rằng là chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ giảm thuế cho những cái người đi vay và học sinh sinh viên, nhưng mà chưa chắc được như vậy, thì tùy theo luật của mỗi tiểu bang, tùy theo luật thuế. Thì quốc hội ở những tiểu bang sẽ là nơi quyết định là sẽ có đánh thuế những người được hủy cái nợ học hay không. Và những cái người đứng đầu của quốc hội tiểu bang Minnesota cũng như là thống đốc của tiểu bang là ông Tim Walz cũng nói rằng là đang có những cái sự thảo luận về cái vấn đề sửa đổi về cái luật thuế và được đặt ra trong cái việc họp vào năm 2023 hoặc là có thể sớm hơn là trong năm nay. Thì không biết là cái vấn đề mà miễn, cái vấn đề mà giảm cái vấn đề tiền xóa nợ cho sinh viên khoảng 10.000 như vậy thì ảnh hưởng như thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi tiếp để mà gửi tin đến cho quý vị. Quý vị, cháy lớn tại Nam California. Cháy cứ tới mùa hè là cháy, mà năm nay nóng quá thưa quý vị, nóng quá có thể cỏ tự dưng nó bốc cháy, nó cỏ quẹt nhau bốc cháy chứ không có cần ai đốt đâu thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy thường thường thì là có người vứt tàn thuốc lá hoặc đi cắm trại rồi nấu nướng mà quên không có dập lửa đi, mà bỏ đi nghĩ là tha nó tàn rồi cái là bỏ đi không có đổ nước vào, thì đã xảy ra nhiều cái đám cháy như thế. Nhưng mà năm nay thì chưa tìm nguyên nhân cháy như thế nào, chỉ biết là nóng, trời nóng kinh khủng, có thể là chỉ cần những cái ngọn cỏ mà nó cọ quẹt qua lại nó có thể xẹt ra tia lửa được thưa quý vị. Thì cháy là lần này tại cao tiêu Helmet gần Riverside, California, và cái đường ngang của nó chạy dài tới 2.000 dặm luôn, và giết chết 2 người và là bị thương một số khác. Cơ quan kiểm soát cháy rừng tại Riverside cho biết là ngọn lửa bùng lên lúc 2 chiều ngày thứ hai, mùng 5 tháng 9, tiêu hủy một số cơ sở nhà cửa và làm hư hại nhiều nhà khác. Một thấy trong hình thấy cái cột điện đó, cột điện đó là gần nhà dân đó. Cho đến hôm nay mới chỉ dập tắt được chưa tới 50% cái đám cháy này. Tổng cộng sơ khởi cho hay là đám cháy hoành hành trên cái khoảng một cái diện tích rộng khoảng chừng 4.000 mẫu vuông. Và chúng ta đã biết là cơn nóng mùa hè California nó làm cho cỏ khô, như chúng ta vừa thưa quý vị, có dễ bốc cháy lắm. Đấy, chúng ta nên cẩn thận, tất cả những người ở gần những khu mà dễ cháy này, tức là khu Riverside, là khu Helmet, rồi là Temecula, rồi mấy khu đó là hầu như là năm nào cũng có đám cháy hết. Tại trên đó cỏ hoang rất là nhiều, cỏ hoang rất là nhiều, và trên đó cái khí hậu nóng hơn là ở West Winter và Gilroy nhiều, thành ra ở trên dễ cháy lắm. Quý vị ở vùng đó nên cẩn thận, không có nên ở gần rừng, không nên ở gần những cái nơi mà cỏ hoang nhiều quá thì có thể là bị thiệt hại về tài sản và nhân mạng. Cũng tiếp theo cái bản tin của chú Thức Tiến, khi mà chúng ta thấy cái vấn đề mà cháy rừng đã xảy ra như vậy, thì mới đây là một cái lên tiếng cảnh báo thì tiểu bang California cũng sẽ đối mặt với cái nguy cơ sẽ mất điện do những cái cơn nắng nóng khủng khiếp mà chúng ta cũng đã thấy trong suốt cái thời gian vừa rồi. Thì những cái giới chức cũng đã cho biết rằng là khoảng từ nguồn cung điện sẽ không còn có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu trong cái thời tiết khắc nghiệt như vậy, và cái nhu cầu điện dự trù sẽ lên cao nhất trong cái lịch sử của tiểu bang California, và sẽ khó khăn hơn rất là nhiều trong cái thời điểm này khi mà thời tiết cũng đang rất là cao. Những cái công ty vận hành mạng lưới điện của tiểu bang California nói rằng là cái vấn đề mà khi mà nắng nóng như vậy và vấn đề điện xài sẽ càng nhiều, thì đây là một trong những cái trách nhiệm rất là khó khăn và đầy thách thức do cái nhu cầu mà người dân đang cần sử dụng máy lạnh rất là nhiều. Và một số cái kế hoạch
dự phòng cho cái tình huống mất điện cũng được đưa ra, giống như là phải chạy bằng máy phát điện hoặc là mua điện từ những cái tiểu bang khác, cũng như trả tiền cho người dân để cho vận động cho những người dân họ có thể giảm bớt được cái vấn đề khả năng sử dụng điện. Thì và người dân tiểu bang California, nếu mà chúng ta ở nhà chúng ta thấy hay nhận được những cái lá thư thì thấy nên là giảm cái vấn đề mà sử dụng điện trong cái giờ cao điểm và ngay cả khi nhiệt độ tăng lên để mà nhằm giảm được nguy cơ mà gọi gây ra mất điện. Thì những người dân cư dân của tiểu bang California khoảng 39 triệu người đang đối mặt với cái nóng khắc nghiệt như vậy. Chúng ta thấy có những ngày lên đến cả 100 độ F tại vùng đi đô Sài Gòn chúng ta. Thì chúng ta từ cái thời điểm ngày 31 tháng 8 cho tới hiện tại bây giờ, thì trong cái khoảng thời gian từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ tối thì những cái giới chức điện lực cũng đã yêu cầu là nên giữ cái nhiệt độ máy lạnh ở 78 độ F thôi, là tương đương khoảng 25.5 độ C, và tránh sử dụng những cái thiết bị lò nướng hay là rửa chén trong cái thời điểm cao điểm đó để có thể là tiết kiệm điện và không gây ra mà cản trở. Và theo như là một cái người đứng đầu của giới chức, ông nói rằng là hiện tại tiểu bang thì sử dụng khoảng là 44.000 MW điện, và con số này dự trù sẽ tăng lên là khoảng 50.000 MW điện, thì cái sức chứa của tiểu bang California sẽ chịu không nổi. Thì đây là một trong những cái kỷ lục nóng trong năm nay của tiểu bang California mà chúng ta phải chấp nhận. Thì nếu mà quý vị có nghe đài và có đã nhận cái thư đó thì hãy tiết kiệm điện để mà chúng ta tránh cái tình trạng mà mất điện xảy ra, thì lúc đó sẽ còn nắng còn gay gắt hơn với cái nóng hầm hập mà già đà trong cái mùa khắc nghiệt này của tiểu bang California. Thưa quý vị, là tiếp theo một cái tin an ninh nữa, thưa quý vị, cũng là tin quý vị thấy người Mỹ họ có một cái hành động rất là kỳ lạ, tức là họ tự tin mình quá sức đi, tự tin quá sức, thành ra xảy bao nhiêu vụ chết mà không một người nào mà để ý vấn đề đó, họ đa số họ thờ ơ. Chúng tôi nói rất là nhiều lần trên phương diện này, tức là không có chạy bộ một mình mà chạy nơi buổi sáng sớm, hoặc chạy nơi tối khuya, không chạy những nơi mà vắng người. Ngay cả trong cái khu community mình ở nữa cũng không có nên chạy buổi tối nữa. Tại vì chúng ta biết là một cái động tác mà bắt cóc người rất là nhanh, một cái đang chạy, người đang chạy, đang đi này, một xe nó sờ tới một cái, mở cái xe bụp một cái là mất bao nhiêu, chưa tới mà chỉ có mấy giây thôi, nắm cổ một cái, giật vô là mấy giây, còn mấy giây thôi, tất cả xảy ra trong vòng khoảng chưa tới một phút. Là có thể chụp, nếu mà tay mạng nó chụp chỉ tới một phút hay hơn một phút thôi, là bụp một cái một mạng người là vô xe rồi. Thành ra quý vị nên nhớ là không có bắt chước những người Mỹ, họ có tự tin thái quá. Một cô Fletcher 34 tuổi, một người chuyên môn chạy bộ, và một giáo viên là mẹ của hai đứa trẻ, chạy bộ vào lúc bao nhiêu, mấy giờ thưa quý vị? 4 giờ 30 sáng, chạy 30 sáng chạy trên cái đường vắng. Thì ở Memphis, Tennessee, thì cô đã chạy mà không thấy người già, không thấy trở về, thì ngày hôm sau báo cáo cảnh sát, thì ta đi tìm thấy xác cô ở cách chỗ đó khoảng mấy mai đó. Thì sau một ngày tìm kiếm, cảnh sát thấy và bắt được cái tên lái cái xe GMC Terrain. Tại vì khi mà tên này bắt cô lên xe thì cô là người có sức khỏe cho nên chống cự rất mãnh liệt. Cô rớt cái đôi giày ra ở đó, nhưng mà đặc biệt là hàng cha kia bị rớt cái phone xuống, và từ đó người ta bắt được cái kẻ giết người, và tên này đã bị bắt rồi câu lưu và tội giết người cấp độ 1. Lần nữa nhắc lại quý vị Việt Nam, phụ nữ không chạy bộ ở chỗ vắng người, không chạy đêm khuya, không chạy buổi sáng, chạy ở đâu người, không đừng có để tính mạng mình mà nguy hiểm chỉ vì mình nghĩ là mình tự tin mình có sức khỏe, thưa quý vị. Dạ, và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hiện giờ hệ thống bằng tầng VNATV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.